Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu ký sinh trùng. Và tập trước mình đúng quê luôn. Cái khẩu súng mới nữa, nó bắn còn tới hai cái loại đạn lận. Thứ nhất là những cái cục pin, và thứ hai là những cái Ghost Rifle Slung nè. Đây là thứ được chế tạo khá là rẻ thôi. Tuy nhiên có nó thì mình mới nạp đạn được ha. Đây, ví dụ hết đạn nha, mình sẽ bấm gài đạn lại. Đó, nó sẽ bắt đầu nạp đạn lại cho mình. Rồi rồi, vậy là bây giờ mình đã có thể thoải mái nạp đạn lại rồi đó. Tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên thì bộ giáp của mình thì mình chưa tự tin lắm nha. Mặc dù nó đã rất là tốt, nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì nó đã không đủ sức để chống lại những con ký sinh trùng nữa rồi. Thành thử ra là hôm nay mình sẽ nâng cấp nó thêm một lần nữa và sử dụng một cái loại nguyên vật liệu hoàn toàn mới luôn. Đầu tiên thì mình cần phải lấy những cái Ruptor Viscera. Cái này thì mình cần khá là nhiều á. Sau đấy mình sẽ kết hợp với một ít sợi chỉ và túi mực. Ui, túi mực là phải đi săn rồi đó. Thành thử ra là phải lên giáp lại rồi. Ok đấy. Khoan. Ui, trên này là ký sinh trùng. Nó làm gì ấy? What? À, nó định đột nhập căn cứ của mình. Mình sẽ khô máu với nó luôn. Thêm một con nữa. Ui, thêm một con khác. Tan tành hết rồi. Hên là căn cứ của mình gào lại bằng hát diệm thạch hết rồi ấy. Không thôi thì chắc toàn thiệt ấy. Rồi, mình nhặt thêm được một ít cái vật phẩm từ nó rơi ra nè. Nhưng mà đánh đổi lại thì căn cứ mình ngày càng toàn hơn. Có vẻ là ở giai đoạn này á, thì cái việc mình thắp đuốc nó không còn ảnh hưởng tới cái việc bọn chúng có thể xuất hiện hay không rồi ấy. Dù có hay không thì bọn chúng vẫn xuất hiện như thường à. Thế nên là chấp nhận thôi chứ không còn cách nào khác hết. Rồi. Ủa, bên đây là zombie. Bây giờ cái đường này mình tin chắc luôn là do con ký sinh trùng tạo nè, chứ không đâu hết á. Nó đào đất đi lên á, kiểu kiểu vậy. Chắc chắn luôn. Rồi bên đây còn mực hên quá. Đỡ cái khúc sông nhà mình lúc nào cũng còn mực hết. Ta họ qua đây mà săn. Kết hợp với cái cây kiếm có dòng nhặt xịn của mình nữa, thì mình sẽ có được 11 túi mực. 11 túi thì làm được bao nhiêu cái món đồ này đây? Ủa? Sai công thức à? Đây. Mình sẽ làm được tổng cộng là 22 cái Twisted Fiber. Mình còn thiếu có 2 cái nữa. Ok. Ở đây còn mực nè, săn nốt con này chắc là đủ rồi đó. Rồi. Giờ thì đã có được 24 cái Twisted Fiber rồi. Nên là mình sẽ về nhà luôn, chứ đi liên tha liên thiên ở ngoài một hồi. Đó. Mới nói ký sinh trùng nó phát hiện ra là mệt. Nhưng mà mình sẽ chủ động mình đi săn nó. Mặc dù bây giờ mình biết là mình không thể cân được nhiều con cùng lúc, nhưng mà một vài con thì mình cân được. Ôi dồi, nó xài tuyệt chiêu cơ. Đừng trúng tuyệt chiêu đó nha. Trúng tuyệt chiêu đó mình sẽ hơi toan đấy. Không dùng súng được luôn á. Nhặt đồ. Còn con ký sinh trùng bướm nữa. Ui, mấy cái xúc tua nó cũng có thể tấn công mình được nữa nè. Yêu. Hạ nó xong rồi còn phải hạ thêm những cái xúc tua của nó nữa. Khó chịu ghê. Cái xúc tua của nó giống như 500 vậy. Ui. Con thả bơm. Bữa nay còn có con ký sinh trùng thả bơm nữa nè. Nào. Ôi, con đó con gì nữa. Bữa nay căng rồi. Hôm nay toàn xuất hiện những cái giống ký sinh trùng mới thôi. Đây là con gì đây? Ui, đây là một cái dạng ụ khác. À, nó tựa như cái mầm cây vậy. Yêu. Hả, nó chưa vậy? Sắp rồi, lấy súng bắn. Rồi xong phin. À, thì ra mấy con ký sinh trùng vừa rồi là do cái ụ cây đó spawn ra.
Hẹn gì? Dạ. Thôi, mình đi về. Căng rồi, về nhà ngủ liền. Cái cổng. Ui, sợ thế. Hên là mình vẫn còn an toàn bên trong cái khu vực này ha. Ít ra là còn được như vậy. Đi ngủ liền, để cho trời sáng và hạn chế sự sinh sản của bọn ký sinh trùng mới được. Sợ thật. Mới ngày nào vùng đất này đẹp đẽ làm sao bây giờ nó hoang tàn như vậy rồi. Tất cả là do bọn ký sinh trùng hết. Ghét nó ghê. Rồi, và những cái treated fiber mình sẽ làm thành một cái bộ giáp theo công thức như vậy. Ôi, tính ra hồi nãy mình 22 là vừa đủ luôn á chứ. Ôi, mình sợ thiếu cái mình làm dư ra luôn. Thôi kệ, dư thì tốt. Rồi, kế đến thì mình sẽ cần có những cái long arm armor fragment. Cái này mình đánh những con ký sinh trùng tay dài nó rơi ra. Và cái này mình sẽ nâng cấp nó lên thêm một lần nữa. Với những cục đá lửa. Mình còn sỏi không ta? Sỏi. Ây vui, mình hết sỏi rồi. Hết thiệt luôn rồi đó. Chắc phải đi đào sỏi thêm ấy. Đào sỏi thì khúc nào có sỏi vậy ta? Khúc hồ này thì không có rồi. Hình như ngoài sông có. Ui, có con ký sinh trùng gần nhà. Bắn nó liền, 20 mấy máu. Ui, ký sinh trùng mà chọi thuốc nữa cơ. Gớm chưa? Ui, con này nó vẫn chưa biến mất à. Mình tưởng nó biến mất rồi. Mình mới đi. Ui, thôi mình hạ nó luôn đi. Mặc dù con này nó trông có vẻ khá mạnh đấy, nhưng mà cầm súng mình nã nó vẫn rất là thốn nha. Đấy. AK sấy không chịu phát nào liền. Ui, hình như nó hết thốn rồi. Đổi sang cận chiến đi. Trâu giả man thật. Ngày càng cái việc sinh tồn của mình nó càng bị khó khăn đi ấy. Bọn chúng thì ngày càng mạnh. Lấy hết luôn. Được bao nhiêu? Được Ôi, mình đào nhiều vậy mà có 10 cục sỏi à. Kết hợp với hắc diệm thạch ở nhà mình còn dư nữa, là mình đã có thể làm ra những cái armor scale. Rồi, công đoạn còn lại của mình là nâng cấp thôi. Đầu tiên là một cái nón. Kế đến là một cái ủng. Xong rồi tới cái áo. Và cuối cùng là cái quần. Với bộ giáp mới này thì lượng giáp nó cho mình sẽ là nhiều hơn một giáp nha. Cái áo nhiều hơn 2 giáp. Cái quần thì nhiều hơn 2 giáp luôn. Như vậy hầu hết cái set giáp mới của mình nó đều tốt hơn so với giáp cũ ấy. Cái ủng thì là master full luôn nè. Cộng quá trời thứ. Tiệt cú mèo. Không chần chờ gì, lên đò thôi. Đen thui tù lùi luôn. Trông khá là ngầu ấy. Được. Để cho set giáp này nó mạnh nhất có thể thì mình sẽ enchant cho nó thêm một xíu đi nha. Mình chỉ ưu tiên đúng một dòng thôi. Đó chính là Advanced Protection. Đây. Cứ có Advanced Protection là mình ép vào ha. Áo cũng vậy nè. Xong rồi tới quần. Cuối cùng là một cái ổng. Xong phân. Cường hóa chút xíu vậy thôi thì set giáp này có thể nói là siêu siêu tốt luôn rồi đó. Ồ, nhưng mà khoan, độ bền thì sao nhờ? Chậm hỏng có vẻ là ép không có tốn nhiều kinh nghiệm ấy. Nên là mình sẽ cho mỗi món đều có chậm hỏng hết luôn. Như vậy thì mình sẽ tự tin mặc đi chiến đấu trong thời gian dài mà không có sợ bị hư dọc đường ha. Rồi, tới củ kiệu. Đi quẩy thôi. Mấy cái con ký sinh trùng tới số với mình. Và mình biết cái nơi mà nó xuất hiện nhiều nhất là ở đâu rồi. Đó chính là cái hang động ở dưới cái nơi ở của mình ấy. Ủa kìa, mới ra mà con nào dùng sét đánh mình vậy? Cái tia sét đó là của con ký sinh trùng á. Con nào nhờ? Hay là con đó? Ui, một đàn luôn, đây còn con nữa nè. Ui, con ký sinh trùng ta dài. Mình săn nó lấy vảy trước đi, tính tiếp. Săn nó. Lẩm cục kẹo. Ui, lần này nó không rơi ra vảy. Nó rơi ra cái xương. Mình đang bị sợ hãi cơ. Hiệu ứng sợ càng cao thì mình bị đánh sẽ càng thốn ấy. Nên là cũng phải thật là cẩn thận. Ui, con này nó nhìn thấy ghê quá. Cố lên. Mình đánh nó. Ui, mình bị dính hiệu ứng thôi. Ui, để hết hiệu ứng hả, đánh tiếp. Đó, lúc mình dính hiệu ứng mình mở ống nhắm không được luôn mà. Giờ thì mở được rồi. Tranh thủ lấy súng sấy nó thêm. Có súng đi làm gì?
Ui, súng sấy cũng không ăn thua luôn á. Lấy súng bắn tỉa ra bắn. Nó trâu lắm luôn á. Phải liên tục thay đổi cái nguồn sát thương ấy, không thôi là nó sẽ thích nghi và lúc đó mình sẽ không gây đam được luôn. Rồi ok, tầm này là cần chiến, ổn áp rồi đó. Rồi, giáp lắm mít luôn. Vô. Ui ui, lại tuyệt chiêu. Ai, mình không né kịp tuyệt chiêu câm lặng của nó. Hình như câm lặng mình vẫn cần chiến được đúng không? À, vẫn cần chiến được. Nhưng mà được có một máu hả? Rồi rồi, đây rồi. Trời ơi, nó nhốt con bò trong người nó à. Nghe đấy. Cái xúc tua nè. Lậm cục kẹo xúc tua nó. Thêm con này nữa chứ. Giờ là ban ngày đó các bạn thấy không? Cái giai đoạn này á, ban ngày cũng như ban đêm mà nó xuất hiện tràn lan hết trơn. Hên quá. Mình vẫn ổn. Các bộ phận trên người mình không sao hết. Này nó có gì nữa đây? What? Quỷ giáp bắn hụt. Cái này mình đào được khối gì nè? Nidus. Ồ, khối này không có công dụng hết. Hình như đó là một khối trang trí thì phải. Ok, giờ thì tới cái hang mà mình hay đào khoáng sản coi. Cái hang này thì phải. Đúng không? Ôi trời, nó bư đường lên nè. Đó. Dấu vết của ký sinh trùng không đấy? Ngày nào mình xuống đây để đi đào khoáng sản các thứ, bây giờ nó đã thành chỗ như vậy rồi. Không biết ở dưới nó còn ghê gớm tới mức nào nữa. Đi xuống thử. Ê, đâu vậy? Ủa, có quái vật. Trời, mà đánh lén mẹ. Yêu. Cả đống con ký sinh trùng nó xếp hàng ở dưới kìa. Lấy AK mình nã nó trước đi. Lấy lợi thế. Bắn được con nào thì bắn. Rồi, đi tiếp. Dưới này có cái mầm cây này không? Ui, ô, ô, ô. Mình tin chắc là dưới này kiểu gì cũng phải có mầm cây. Thì cái tốc độ sinh sản nó mới nhanh được như vậy chứ. Không có mầm cây không thế nào mà nó sinh sản nhanh như vậy được đâu. Tin chắc luôn. Giờ mình đang dò tìm cái mầm cây nè. Khu vực này có vẻ không có mầm cây rồi. Ui, bên đây có vẻ là có dấu hiệu nha. Có dấu hiệu có mầm cây nè. Mình thấy có vài con ký sinh trùng. Đó. Nó xuất hiện cái xúc tua gì thế ghê cơ. Này, cái xúc tua. Nó như một cái 500 vậy. Nó hút mình ấy. Ủa? Còn có kim cương ở đây nữa. Mặc dù đang khá là vất vả nhưng mà mình vẫn có thể lượm được kim cương một cách rất là tự tin nha. Không nhớ có kim cương là lượm à. Ui. Chưa, ở đây hơi lắc. Ui, có con quái vật gì ghê vậy? Ôi, con này nó bắn tia tùm lum. Chỗ này lần trước hình như mình... Ủa, kim cương đấy nè. Vậy là chỗ này mình chưa đi. Còn kim cương là chỗ này chứng tỏ mình chưa có đi qua. Ê, chưa căm lặng. Cẩn thận mấy cái con mà xài tiệt chưa căm lặng đó mới được. Không là toan đấy. Ui, bắn qua cầu kìa. Bắn hết sọt nó liền. Ui, nó vừa chết phát là nó tạo ra cái mầm cây liền. Lắc quá. Siêu lắc luôn ấy. Tất cả là con màu xanh này. Tại nó mà mình mới lắc vậy. Ây da. Đủ rồi. Ui, nó có đồ mới. Manducator Orb. À, hạ những con Manducator thì nó sẽ cho mình cái cục orb đó. Cũng có công dụng đó nha. Chế tạo đồ ấy. Lấy về luôn. Rồi, giờ thì xuống đây lấy kim cương tiếp nè. 22 viên rồi, ngon. Ui, nó hút mình vô. À, cái xúc tua nó hút. Đấy, nguy hiểm chưa? Nó ngớ là bị hút liền. Ở đây thêm con nhện nữa hay sao? Ui, con này con mới nữa. Ui, đây là một dạng ký sinh trùng mới nữa nè. Hồi nãy giờ mình gặp cái tuyệt chiêu câm lặng của nó phạm vi rộng hơn nữa. Nãy giờ mình gặp hai giống ký sinh trùng mới rồi. Ui dồi. Siêu lắc luôn rồi. Đừng có văng game nha. Bây giờ mà văng game vô game lại. À, không cần vô game lại đâu. Nó hạ mình luôn rồi. What? Mình không ngờ là nó mạnh như vậy luôn ấy. Đi ngủ liền. Yêu. Quá nhiều con ký sinh trùng mới và mạnh đã xuất hiện trong cái giai đoạn này rồi. Để mình coi thử coi
mình cần phải có một cái đồng hồ để biết được cái giai đoạn mình đang ở ấy. Và cái đồng hồ thì mình sẽ cần có vàng và redstone thì phải, đúng không? Coi thử. Chuẩn. Sau đó mình sẽ nâng cấp lên theo công thức này và bấm. Rồi bây giờ mình đang ở giai đoạn 5 hàng gì. Rất nhiều ký sinh trùng mới xuất hiện luôn á. Ui, nó định vị được chỗ mình rồi. Nó tìm ra được chỗ mình rồi. Ê, ê, ê. Nó tới nhà nó tìm mình luôn ạ. Ôi mày chuối, ôi mày chuối, ôi mày chuối. Không chống cự kịp. Ê, 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 đừng có xuống đây nha. Này tôi không tiếp khách đâu. Nó tới nhà mình nó tìm luôn rồi. Yêu kiệt. Trời ơi, đó là phiên bản ký sinh trùng của mình kìa. Còn được cường hóa nữa. Hên là không cầm có không, hên là không cầm cái lưỡi liềm á. Không, không biết sao hạ luôn ấy. Trời ơi, nó trâu. Dã man thiệt. Mình phải bắn chính mình rồi. Mình sẽ hạ con này trước. Đánh lẻ từng con. Ê, nó đang cầm lại. Rồi, lượm con kẹo nó. Mới cường hóa giáp vậy mà vẫn không đánh lại nó. Cay thật. Nó quá là mạnh luôn á. Rồi bên đây còn... Ôi, mới thấy con nào tàng hình. À, con tàng hình. Né kỹ năng cầm lặng của nó liền. Này thì tàng hình nè. Tiếp tục. Cái phiên bản ký sinh trùng của mình thì chắc mình... Ôi, bị teo lại thành miếng thịt rồi. Ôi, phiên bản ký sinh trùng của mình bị teo lại thành miếng thịt rồi. Nè, đang chạy nè. Xử luôn. Miễn là ký sinh trùng là xử hết. Rồi nó phá quỷ kìa. Coi nó quậy phá chưa. Gì? Đây nữa chứ. Rồi hạ lẹ mấy con này để mình tiếp tục đi xuống dưới và tìm cách hạ cái con ký sinh trùng mới mới được. Mình thấy con ký sinh trùng mới đó có vẻ là nó sẽ rơi ra đồ xịn cho mình á. Đáng để mình đi săn nó. Mặc dù mình biết nó sẽ rất là nguy hiểm. Coi coi nó nằm hướng nào ta. Nó đang xài tuyệt chiêu bên đây à. Nó tàng hình đúng không? Ừ, đây có con tàng hình nè. Kìa kìa kìa, lộ diện rồi. Không phải con này. Con này là cái con Manducator rồi. Ý, xuất hiện cái mầm cây. Trời trời trời, tốc độ vậy. Thêm con này nữa. Không phải rồi. Đâu ta? Bên này chăng? Cũng không phải hai con này. Cái con hồi nãy nó có tên Vitali gì á. Ờ, cái tên nó rất là mới luôn. Phải con kia không? Không, đó là con tay dài. Nhưng mà mình cũng sẽ xử nó. Tay dài phiên bản tiến hóa rồi. Xử luôn con này. Đó, 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 nó đang chuẩn bị hấp thụ sát thương ấy. Nhưng mà mình sẽ không cho nó hấp thụ đâu. Xử nó luôn. Ui, có con nào vậy? Ui, có con nào nó đánh mình. Các bạn có sát thương kìa. Ờ, à, mình đi không nổi luôn á. What? Con nào đánh mình vậy? Mình không rõ cái nguồn sát thương đó từ con nào nữa. Căng rồi. No. Mình muốn chuồn khỏi chỗ này quá. Toàn là ký sinh trùng không à. Ice. Chạy 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 chạy. Chịu hết nổi rồi. Ui dùi, nó săn mình tới cùng mà. Nó không cho mình chạy luôn ấy. Nó hút mình vô nữa. Ây ây. Hên quá mình có jetpack, mình bay ra kịp. Yêu. Mình đã sai lầm khi mà bước xuống cái hang này rồi. No. Phải gán săn mấy con này mới được. Mình phải trở nên mạnh hơn. Và hạ tất cả các con ký sinh trùng luôn. Cay quá à. Ui ôi. Đây là những cái sentry. Wow. Đây là phiên bản xịn rồi đó. Nó bắn mình được nè. Những cái ổ cây phiên bản xịn rồi. Ui ui ui. Ui da nó đánh mình. Trời ơi, nó bắn gác thiệt chứ. What the hell. Cái bộ giáp mình vừa chế tạo nó đã bị ăn mòn và mất tiêu luôn rồi. À, hồi nãy mình dính hiệu ứng giống như là hiệu ứng ăn mòn vậy. Hèn gì, máu của mình tuột không phanh luôn.
Trời ơi, mình mới chế tạo luôn, đầu tư rất là nhiều kinh nghiệm vào đó, mà giờ không còn cái gì hết. Căng rồi. Tự nhiên cái bị rén luôn rồi. Giờ không dám mặc giáp xịn. Giờ mà mình mất luôn cái bộ giáp này chắc không biết làm sao luôn á, chắc tiếc lắm ấy. Ờ, phải để ý nha, để ý nha. Cái hiệu ứng mà ăn mòn giáp ấy. Ồ, bộ giáp này thì để tránh cái việc mà nó bị ăn mòn mất luôn thì chắc mình sẽ ép sửa chữa vào. Mình nhớ là mình có một vài cái món đồ có sửa chữa từ chuyến khám phá trước. Ê! Cái gì? No! Ôi không! Nhà của mình! Sao có thể như vậy được? Ôi! Không! Đó là con ký sinh trùng mới ở giai đoạn 5 nè! Fabula! Ô, mình đã ốp hắc diêm thạch ở cái lớp dưới rồi, mình mới ốp gỗ lên mà. Sao có thể như vậy được nha? Rồi, vậy là nơi ở của mình cũng không đủ an toàn rồi. Chuẩn bị giờ nơi ở thôi chứ như vậy là toan thật á. Hôm nay là một ngày xui của mình rồi, chắc chắn là như vậy. Nữa hả? No. Lắp lại, lắp lẹ. Nữa rồi. Căn cứ của mình. À, bay đi. Sức mạnh của jetpack. Mình bay không nổi luôn, nó hút mình vào. Xong rồi. Nhà của mình. Cái con Vabula này. Sao mình ghét nó thế nhờ? Trời ơi, cái kho đồ của mình. Oh no. Bây giờ có phải trời tối không vậy? Không phải trời tối. Còn gì nữa đâu. Làm rương lẹ. Thật nhiều luôn nha, mình chỉ có 5 phút để dọn hết cái mớ đồ đó, không thôi là mất trắng luôn ấy. Tốc độ nào. Cứ nghĩ là mình sẽ yên bình sống ở trong đây tới hết phần còn lại, nhưng không, bọn ký sinh trùng nó đã phát hiện ra mình rồi. Vậy là phải chuẩn bị dời đô rồi đó. Quậy phá thiệt. Nữa rồi, tới nữa rồi. Chưa kịp cược ép giọng sửa chữa luôn á. Hên là nó vẫn chưa có mất nè. Rồi, lấy đồ sửa chữa ra và ép lẹ nào. Mình có 3-4 món lận. Đây nè, đầy đủ luôn. Tách sửa chữa. 1, 2, quyển thứ 3 và quyển thứ 4. Xong. Lần lượt là ép vô nón, rồi tới áo, cuối cùng là quần và một cái đôi ổn. Rồi đấy. Xong rồi đấy. Chắc bây giờ mình đi cày cho phụ giáp mình full độ bền trước, rồi sau đó về mình sửa soạn lại căn cứ ha. Chứ để tan hoang như vậy thì cũng không ổn. Mà giờ trời tối rồi, thôi đi ngủ đi. Để em thôi, hồi nó xuất hiện nữa thì mệt. Không chỉ ở nhà mình tan hoang đâu, bây giờ nhìn lại xung quanh nơi ở của mình nó cũng tan hoang không kém cơ. Rải rác là những cái đống thịt của ký sinh trùng. Địa hình thì bị tàn phá dữ dội. Trời, chỉ có nước ra biển sống hoặc là lên tiếp trên trời sống thôi á. Hai nơi đó mình nghĩ là sẽ an toàn á. Chấp nhận thôi, đã sinh tồn ở thế giới này thì cái việc bị cái sinh trùng nó đe dọa là không thể tránh khỏi rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ gán ngồi để thăm ngàn kinh nghiệm và sửa full cái set đồ của mình. Rồi sau đó hả, tính tiếp ha. Quá là rối rắm rồi. Chắc bây giờ đã tới lúc để mình đi tìm kiếm một cái vùng đất mới để mình định cư thôi. Chứ vùng đất này, căn cứ của mình nó cũng đã không đủ an toàn rồi. Mình sẽ đi về hướng nào để tìm kiếm sự may mắn đây? Đi hướng mặt trời mọc đi.
Ok, ủa mặt chào mặt bên đây chứ. Ok. Đang đi thì cũng bị lôi cái chân xuống nữa. Thiệt tình mấy con này. Láo thật. Mấy con này là mình chỉ sợ những con mới thôi, chứ mấy con cũ thì mình không ngán đâu. Bước vô đây, thích thì bá vô đây mà nút. Leo lên cây kiếm cái gì đó. Rồi, lượm được cái vảy của nó luôn. Ui trời ơi, coi thịt nó rớt xuống kìa. Ghê chưa? Thêm con này nữa. Sử sạch luôn. Nhìn mấy vùng đất này bình yên thiệt luôn á. Phải chi nơi ở của mình nó cũng được như vài thì hay biết mấy. Nhưng mà chỗ này thì chưa có thuận lợi cho lắm nha. Địa hình ấy mình thấy nó không được phẳng cho lắm. Mình đang tìm kiếm một nơi nó phẳng phẳng xíu. Ồ, tới biển luôn rồi. Một ngôi làng ngoài biển. À đâu, đây không phải biển, nó chỉ là một cái hồ thôi. À bên đây mới biển nè. Còn có nhà của anh khổng lồ một mắt nữa. Ồ, quay tự nhiên mình thấy nơi này nó lại hợp lý á ta. Ủa, giữa biển thì ít ra mấy con ký sinh trùng nếu mà nó lọt xuống biển thì nó cũng sẽ giảm tốc độ đi khá là nhiều á. Như vậy thì mình sẽ an toàn hơn nữa. Nhưng mà giờ quan trọng là mình làm căn cứ ở dưới biển hay là trên mặt biển nè. Ui, ngay chỗ này cũng có ký sinh trùng nữa. Hai con một lượt. Ây du, căng nha căng nha. Sợ đó. Rồi, ok, mình đã hạ được hai con rồi. Nó còn rơi ra cho mình những cái overlord core nữa. Lút luôn, lút luôn. Có vẻ là sống trên mặt biển là cũng hơi nguy hiểm á nha. Tại vì ở dưới biển còn có mấy cái con quái vật khác nữa. Cua chà bá lửa nè. Rồi thêm mấy con ốc mượn hồn nữa. Bạch tuộc mượn hồn chứ. Yêu. Vậy là chắc mình sẽ làm căn cứ đâu nó lơ lửng khoảng này ha. Lơ lửng đi, căn cứ lơ lửng kiểu kiểu vậy. Rồi, đã có ý tưởng cho căn cứ rồi. Ơ nhưng mà khoan, sao làng lại bốc cháy nữa rồi? Ê, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Mình không muốn báo làng nữa đâu. Sáng dậy coi làng như thế nào đó. Ủa sao làng lại bị cháy ta? Gần đây đâu có con rồng nào đó. Ui dồi ôi. Sao mình đi tới đâu là mình mang tai họa tới đó hả? Trời ơi, róc mình cũng bị cháy luôn rồi kìa. Chập hoài mà không hết luôn này. Còn chỗ này nữa thôi. Ok, mình đã chữa cháy giúp dân làng rồi. Ui dồi ôi, nguy hiểm thật ấy. Rồi, chắc sắp tới mình sẽ là hàng xóm của dân làng ấy. Nên là giờ giúp được dân làng cái gì thì mình giúp ha. Ui trên kia lại cháy tiếp. Ồ, không hiểu sao cái vùng này lại dễ bị cháy như vậy luôn á. Có quái vật xuất hiện nữa. Trời ơi, mấy con quái vật lửa này nó quá là trâu luôn. Định làm gì? Rồi, trước mắt thì nơi này đã tương đối là an toàn rồi. Phải không ta? À không an toàn lắm, có zombie. Hết cháy rồi tới zombie xâm lược làng là sao? Ủa? Ban ngày mà. Nữa nè. Mình cứ tưởng ban đêm không á. Không được, không được, mình phải đi xa khu vực này để cho đừng có loát ra. Không thôi dân làng sẽ bị kiểu như là quái vật tấn công liên tục. Con này nó định gấp dân làng đi ăn thịt nè. Nhìn là biết rồi. Ok, xong rồi đó. Té té chỗ khác thôi. Ui dồi. Còn anh một mắt thì chắc mình sẽ cho sống đi ha. Cho có hàng xóm đâu. Ui dồi, anh được cường hóa nha. Lớn ngớ vô chổng anh ăn thịt mình luôn á. Không đùa đâu, ảnh nóng tính lắm. Mình sẽ dò dò sang hướng bên này coi coi nó có gì đặc biệt hơn hay không. Ngoài cái chỗ tòa tháp này. Bên đây cũng khá là đẹp nè. Nó giống như một cái đảo vậy. Wow. Đúng luôn, nó như một cái đảo vậy đó. Nhiều khi mình làm căn cứ giữa cái đảo này cũng ok. Không có ảnh hưởng tới ai hết. Được nha. Đấy cũng là một ý tưởng đấy. Rồi dưới này thì có căn cứ của bọn zombie nè. Để mình xuống dưới mình thị phạm với bọn chúng một tí. À cầm súng, cầm súng. Thích cầm súng không? Đỏ súng nè.
Úi xoài, 3 viên là đi nha. Có sắt, lấy thêm. Kiếm thêm. Dưới này còn vài tên nữa nè. Đã hết. Ui, nó xuất hiện tiếp. Cho nó ăn một băng đạn AK liền. Rồi, mình sẽ lấy sạch sành xanh sắt ở đây luôn. Ui, còn nữa. Ui. Nguy hiểm thế. Thêm một ít mảnh vải. Lấy miếng nhựa nữa. Cái chỗ này là cái spawner. À, nó bể rồi. Tuyệt vời. Thêm nhựa nè. Lượm thêm thuốc súng luôn. Rồi. Ok la rồi. Ồ. Hay là mình lấy cái... Ồ, không được, cái nhà này nhìn nó kiểu... Nó kém an toàn quá. Mình tính lấy cái nhà này làm căn cứ nhưng mà nhìn nó vậy thì... Sao mà kiên cố được, cái nhà mình làm bằng hắc diệm thạch nó còn vô được mà. Hay. Vậy là phải tìm phương án xây căn cứ khác rồi đó. Phải nâng cấp căn cứ một kiểu phiên bản xịn nhất có thể luôn. Để chống lại cái giai đoạn hiện tại. Giờ chắc vẫn giai đoạn 5 thì phải. Ừ đúng rồi, giờ vẫn là giai đoạn 5. Ừ, chỉ còn cách vậy thôi á. Và địa điểm xây căn cứ mình đã chọn ra được rồi ha. Khá là may luôn, nó cũng không quá xa cái nơi ở cũ của mình ấy. Và mỗi lần mình muốn trở về thì mình chỉ cần kiểu như là dùng cái... Ủa? Mình có đem theo không ta? Cái rương... Rồi luôn, cái rương dịch chuyển mình để ở nhà rồi. Ờ, chắc mình phải về nhà cũ mình một lần nữa để mình lấy cái gương dịch chuyển á. Sau đấy thì mình sẽ lấy waystone. Mình đặt ở đây một cục. Chưa, để mình định vị cái làng lại. Cái làng hình như nằm ở hướng bên đây. Mình quay trở lại làng kế bên mình nè. Mình lấy cục waystone mình đặt ở khu vực này đi. Mỗi lần qua lại thì chỉ cần dùng waystone dịch chuyển cho nó nhanh. Làng thì lúc nào cũng có một cục waystone hết. Để mình nghĩ coi waystone của cái làng này ở đâu. À mình biết rồi. Lý do làng cháy là do có mấy cái tia sét ấy. Không hiểu sao ban ngày mà cứ sét đánh đùn đùn luôn. Thời tiết cứ gài bị làm sao ấy. Đây waystone của làng nằm tít ở góc bên này lận ạ. Rồi lẫm. Sau đó thì mình sẽ bay qua cái đảo bên này và đặt cục waystone xuống. À, ngay chỗ này luôn đi. Ngay chỗ nhà của mấy cái tên zombie nè. Cho nó cao cao một xíu. Và cái vùng đất mới có khác nhờ. Không có dấu hiệu của ký sinh trùng luôn ấy. Rất là... À mà không hẳn đâu. Hồi nãy mới gặp hai con mà ta. Rồi xong phân. Có được waystone rồi đó. Giờ thì mình chỉ cần dịch chuyển về nhà thôi. Đấy. Siêu đơn giản luôn. Rồi bay một mạch về cái căn cứ của mình. Định vị lại cái căn cứ mình bên đây. Và công việc còn lại của mình trong thời gian sắp tới là sẽ cố gắng di dời đồ, tất cả các món đồ của mình, rồi những cái máy móc ở dưới căn cứ sang cái hòn đảo mới ha. Ui giờ thì chắc mình sẽ trốn mấy cái con ký sinh trùng trước đi. Ở bên đây mà liên tha liên thiên là nó cho mình lên bảng điểm số luôn á. Không đùa được đâu. Ok. Nhưng mà giờ mình thấy tiếc căn cứ của mình quá à. Máy của mình nó cũng đập. Ồ, hên, chưa đập. Vẫn còn. Chỉ có mấy chỗ này thôi là bị đập tan hoang nè. Ai rồi cũng sẽ bị thất thủ thôi mà. Rồi và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày siêu bất ổn của mình. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm có được một căn cứ mới an toàn hơn và chống lại bọn ký sinh trùng này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Bye bye.